Dưa ngọt lắm, anh ăn không? Ừ, để anh thử coi. Dạ. Anh à, hôm nay là ngày đầu tiên thằng Hải đăng nhà mình đã tới CNC. Không biết là công việc có gặp gì rắc rối hay không mà lúc nó về đó, em thấy sắc mặt nó khó coi lắm. Chưa kể là nhốt mình ở trong phòng, đến giờ không chịu ló mặt ra nữa. Chắc không có gì rắc rối đâu em. Công ty CNC đang làm ăn rất tốt, đội ngũ nhân viên ở đó rất là chuyên nghiệp, em đừng có lo. Vậy sao nó lại... Má ơi, đàn ông tới tuổi rồi mà chưa lập gia đình á, tính ẩm hương vậy đó. Má đừng có hối nữa. Còn con nữa đó, đừng có ẩm hương như vậy, má mệt lắm. Lo mà dắt người yêu về ra mắt ba má đi. Con làm gì đã có người yêu? Con còn đang sợ ế đây nè. Ba má lo kiếm con dâu trước đi. Không cần phải nói. Nè, em nè, chuyện giữa thằng Hải Đăng với con Phương Linh chắc không còn hy vọng gì nữa ha em. Dạ, con nhỏ đã thừa nhận với em rồi. Với lại nó cũng có người yêu rồi. Mà thôi, anh đừng có lo. Bạn bè em nhiều người muốn kết thông gia với nhà mình lắm đó. Từ từ để em chọn. Đừng vội. Thời gian này em cứ kệ nó đi. Đừng ép buộc hay là gặp gỡ tìm hiểu một cô gái nào nữa. Chẳng phải là anh cũng mong có con dâu hay sao? Mong thì mong, nhưng thời gian này em cứ để nó một mình để ổn định mọi thứ. Má, bà nói đúng á. Bây giờ má mà ép, lỡ sau này có chuyện gì ảnh lại trách nữa. Bà con cô đã nói như vậy thì tôi chỉ biết nghe theo thôi chứ làm sao giờ. Còn con, Ngọc Vân. Con sao ba? Con đã vô công ty được 2 năm rồi, cũng đã chứng tỏ được năng lực bản thân. Ba không thể nào tiếp tục để con làm một nhân viên bình thường nữa. Mục đích của mình tới làm nhân viên ở phòng marketing là vì anh Việt Lâm. Nhưng giờ thì mình hiểu ra, không thể cứ tò tò theo bên cạnh là có được điều mình muốn. Dạ, tùy ý ba sắp xếp. Minh Anh, anh nhớ em lắm Minh Anh. Ở đây là công ty, xin giám đốc hãy giữ tư cách. Không đúng, em không lạnh lùng như cái vẻ ngoài cố thể hiện với anh. Lúc anh ôm em trong lòng, anh cảm nhận được sự rung động từ em. Tại sao em lại làm vậy ta? Nhất định anh sẽ làm rõ chuyện này. Ba vô được không con? Dạ, ba vô đi ba. Dạ, ba ngồi đi ba. Ba. Ừ? Ba thấy trong người khỏe hẳn chưa ba? À, bà khỏe. Dạ, bà khỏe lắm. À, công việc ở CNC như thế nào rồi con? Dạ, cảm nhận đầu tiên của con ở đó là đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp, rất thân thiện và nhiệt tình. Đó là niềm tự hào của bác Hiệp. Dạ. Một công ty có tuổi đời non trẻ giống như CNC mà giành được nhiều dự án lớn như vậy, đủ thấy nhân sự ở đó như thế nào rồi. Ba cứ yên tâm, con sẽ cố gắng phát huy thế mạnh này. Chắc là nó đã gặp Minh Anh rồi. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.